mọi người đã quay trở lại với kênh của Quỳnh Trần GB và Cuộc Sống Ở Nhật. Hôm nay thì Quỳnh sẽ làm một cái video tiếp theo là video đú trend nha mọi người. Quỳnh sẽ làm cái video về mạt trà bọt biển. Và trên bàn của Quỳnh đây là tất cả những nguyên liệu mà hôm nay Quỳnh đã chuẩn bị. Ở đây thì Quỳnh chuẩn bị là tapioca hay còn gọi là thạch chân châu đó mọi người. Thạch này thì Quỳnh mua về rồi Quỳnh bỏ vào nước sôi rồi Quỳnh có thể là sử dụng được rồi. Ở đây thì Quỳnh có là sữa tươi, whipped mint cream hay còn gọi là kem béo, nước ấm, đường bột và cái không thể thiếu đó là mạt trà. Cái ly siêu to khổng lồ mà hôm nay Quỳnh sử dụng thì đợt trước Quỳnh cũng đã làm một cái video rồi. Thì hôm nay Quỳnh sử dụng lại nó và cái ly này của Quỳnh là nó có thể tích là 6 lít. Tapioca này của Quỳnh thì nó rất là dễ sử dụng luôn mọi người. Đây Quỳnh cho mọi người xem phía bên trong nha. Phía bên trong này của nó thì nó là những cái bịch tapioca mà nó đã được đông đá và người ta đã nấu chung với nước đường rồi. Mình về thì mình chỉ có thể là mình đổ sữa tươi vào mình uống thôi. Và người ta cho mình sẵn luôn là hai cái ống hút luôn. Nước sôi thì Quỳnh cho là tapioca vào Quỳnh luộc cho mấy người. Mình luộc trong bịch ni lông như thế này luôn. Mình luộc cho cái chân châu này nó tan đường ra và nó bớt cái độ cứng của chân châu đi là mình có thể sử dụng được nha mọi người. Để nguội là mình có thể sử dụng được thôi. Trà xanh hôm nay Quỳnh sử dụng ở đây là 50g bột trà xanh. Cho cái túi này ra. Vào đây là 50g đường. Hôm nay Quỳnh làm theo tỷ lệ là 1:1:1 nha mọi người. Ở nhà mọi người uống thì mọi người cũng làm theo tỷ lệ 1:1:1 thì nó sẽ ra được cái công thức hôm nay của Quỳnh ha. Tại vì hôm nay Quỳnh làm theo cái ly lớn đó. Cho nên Quỳnh bỏ hơi nhiều cái lượng của nó thôi. Ở đây là 50ml nước luôn. Nước hôm nay Quỳnh sử dụng là nước ấm. Quỳnh sẽ cho vào phân nửa trước. Quỳnh chuẩn bị một cái thau. Quỳnh cho vào phía dưới thau là một cục đá lạnh nha mọi người. Đá này Quỳnh sử dụng là đá khô. Quỳnh cho lên trên đây là một cái thau nữa. Cho hết cái số mạt trà mà Quỳnh đã đánh chung với đường vào đây. Quỳnh sẽ cho kem béo whipped mint cream vào. Quỳnh sẽ cho vào hết 3 hộp nữa nha mọi người. Quỳnh sẽ quậy đều cái hỗn hợp này lên cho kem béo với whipped mint cream nó tan ra với nhau, cho nó tan ra với nhau trước ha. Nó hơi lên cái màu xanh xanh đẹp của mọi người, nó không có lên cái màu xanh đậm nha mọi người, nó chỉ hơi xanh xanh thôi nha. Máy đánh Quỳnh sẽ đánh nó ở mức nhỏ nhất. Khi mà Quỳnh đánh xong mà Quỳnh lấy lên mà cái bông kem này của Quỳnh nó có mũi nhọn như thế này nha mọi người. Nó có mũi nhọn như thế này nè. Có nghĩa là mình đánh đã đạt rồi đó. Cái thao bọt biển mạt trà thì Quỳnh vẫn để cái cục đá lạnh ở dưới để giữ độ lạnh nha mọi người. Và bây giờ thì Quỳnh sẽ cho là chân châu vào. Sẽ cho sữa tươi vào. Quỳnh sẽ cho một ít đá vào bên trong. Xin chào cô chú. Xin chào cả
cái mạt trà bọt biển hôm nay ly siêu to khổng lồ thì Quỳnh cũng đã thực hiện xong rồi. Mời mọi người một ly siêu to khổng lồ, và khi mà Quỳnh bỏ cái bọt biển lên thì ta nói hả, bọt biển dâng trào y như là sóng biển mà có bão. Đặc biệt là cho nó tràn lan hết nguyên cái bàn luôn mọi người, dọn phê cu đơn luôn, bây giờ mới bắt đầu được uống luôn mọi người. Rồi bây giờ thì mời mọi người uống chung với hai mẹ con nha Quỳnh nha. Hôm nay thì mình làm một cái món hot cho mọi người uống, coi coi cái vị nó sẽ như thế nào. Và Quỳnh sẽ lấy một cái miếng giấy mọi người, Quỳnh sẽ lót ở phía dưới của cái ly trước, tại vì là Quỳnh múc của Quỳnh sẵn nó đổ mọi người. Sao mày làm gì sao? Làm gì vậy? Làm gì vậy? Đó. Rồi bây giờ thì mình sẽ múc ra uống nha. Sao cầm ống hút chưa? Ống hút sao đâu? Cầm cái đi. Rồi cầm hút nè. Rồi bây giờ thì Quỳnh sẽ múc cái này không biết múc sao đây. Nghi là múc ra nó tràn lan đại hải luôn mọi người. Sao hút hút ngược rồi, hút ngược rồi, hút ngược rồi, hút ngược rồi, sao hút ngược rồi? Bây giờ thì trước tiên thì mình sẽ múc ba cái bọt trà này cho nó ra bớt nha mọi người. Để mình còn quậy đó chứ Quỳnh mà nhúng xuống mình sẽ nó đổ mọi người ơi. Múc được không? Wow, nó đổ mọi người, nó đang đổ nè. Bây giờ thì Quỳnh sẽ múc bớt cái bọt trà này ra nha. Để mình quậy từ 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 lên. Chưa xa, từ 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 từ, để mẹ. Kêu mỏi cho nó uống. Sao hôm nay nó thấy cái món này lạ lạ cho nên nó kêu mỏi cho nó uống rồi mọi người. Trời đất ơi coi nè. Nó bị tràn trề lãnh thổ ra. Sao? Ở ngoài nhà Quỳnh hôm nay thì mưa đó mọi người, mưa lớn lắm. Cho nên gió nó cũng lớn nữa, không biết nó ảnh hưởng không, trong này có tiếng nói có nghe hay không. Hôm nay tao nói làm cái món hot. Tao nói uống cả bàn không hết, uống cho sắp mặt là luôn mọi người. Đó. Nó không rớt luôn mọi người. Đánh phải đặt như vậy nó mới không rớt. Nó giống như kem á mọi người. Rồi. Mami. Rồi mày quậy lên nè, mày quậy. Mày quậy lên đó. Bây giờ mình quậy được ở dưới rồi đó. Mình vừa quậy ở dưới, mình vừa quậy cho nên mình múc lên. Rồi mày cho xa từ từ lên. Nè mày cho xác ly này nè. Ok. Không có ly. Mami chưa đây. Chưa đây. Rồi đây. No. Nấu gì xa? Rồi. Không có ly mọi người ơi, cho sao uống trong cái ly. Mami. Rồi đây từ từ. Ở dưới đây này thì là gì quên ta? Uống sữa. Trà sữa chân châu. Uống sữa, nó kêu uống sữa mọi người, uống sữa ha. Rồi sẽ uống chút xíu đây nha. Cái mặt của nó thấy uống này mà coi cái mặt nó vui rồi mọi người, vui ngồi xuống. Ngồi. Trời đất ơi, nó uống mà coi cái mặt nó làm cái ghê. Nó làm như uống bia, uống rượu vậy coi nó. Ghê quá trời quá đất luôn. Ngon không? Cái màu của cái bọt biển này đó mọi người, ra thì nó không có được xanh cho lắm nha mọi người. Nó lật. Mình lấy tay mình lại tém vô nó nhanh hơn mọi người. Cho nó vô trong nữa, nó chảy ra ngoài, nó nhiều quá đó. Để nó chảy hết ra ngoài nè. Một ly khủng khiếp luôn mọi người. Cái ly này 6 lít. Quỳnh cho hết 6 hộp sữa nha mọi người. 6 hộp sữa tươi, tại vì sữa tươi của Quỳnh hôm nay Quỳnh mua là nó chỉ có 900ml thôi. Ủa nó ngon mọi người. Nó hơi đắng, tại vì là mình uống bằng cái gì quá. Mình uống bằng cái tại vì mình uống bằng cái mạt trà nguyên chất đó mọi người, nó đắng nè. Sao ngon không sao? Trời ơi. Hôm nay là cái video này là làm lại lần thứ hai đó mọi người. Đợt trước thì có ngày mà Quỳnh không ra video là bữa đó Quỳnh cũng làm cái video này. Nhưng mà khi mà Quỳnh mua đồ về Quỳnh làm thì nó không đủ thể tích. Nó không đủ thể tích ra cái ly. Ra cái ly nó bị thiếu mọi người. Bọt biển ở đâu mà nó nằm tào lèo ở dưới cái ly ra không có giống. Cho nên cái video đó Quỳnh bỏ luôn mọi người. Quỳnh bỏ luôn, Quỳnh không có cho up lên YouTube. Đó. Và hôm nay thì Quỳnh không có bỏ đường vào là bởi vì là ở trong cái tapioca hay còn gọi trong trà sữa chân châu này của Quỳnh á, là nó đã có đường rồi nha mọi người. Đó, đá thì Quỳnh không bỏ đá, Quỳnh có bỏ đá một chút xíu thôi. Rồi, bỏ lộn đầu mưa. Sao hút lộn rồi? Hút cái đầu này nè con. Hút đầu này nè. Hút bằng cái đầu nhọn nhọn á con, mình mới lấy được cái dù thập thầm sữa chân châu. Mà mọi người uống chung với Quỳnh, hai mẹ con Quỳnh nha. Hôm nay Quỳnh sử dụng ở đây mọi người là tổng cộng
mười bịch chân trâu nha mọi người, mười bịch chân trâu sẽ lên đã mọi người. Ăn vô chân trâu béo béo ngon, và cái mặt trà thì nó hơi đắng đắng và nó béo của kem tươi. Hôm nay chơi hết nguyên một gói mặt trà nè. Ta nói thức tới sáng mà mọi người. Không thích uống cà phê chỉ mà uống mặt trà mà chơi nguyên một làm như vậy đó là uống thức tới sáng luôn. Cái chân trâu nó làm sẵn ngon mọi người. Đợt trước cũng bị đặt làm một ly mọi người. Mua chân trâu chưa luộc, về không biết cách luộc, luộc sao nó cứ ngắt mọi người. Uống không có ngon gì trơn trời. Sao nó mê? Bye bye Sasuke. Ba ba đó ở ngoài nhìn không có vô mọi người. Video. Sao sao nói gì video hả? Đúng không? Trời hôm nay nó lớn nó biết nha mọi người. Nó biết hôm nay là Quỳnh làm cái này là Quỳnh làm video nha mọi người. Làm video đó. Ghê chưa? Sao thích làm video với mẹ à? Làm video. Còn những cái này béo thật mọi người. Cái mặt trà ở Nhật thì nó có rất là nhiều loại nha mọi người. Cái lên màu xanh đẹp ghê. Ngon ngon ngon. Nó bây giờ uống nó mới đọc và làm bỏ cho lại nè. Mình bỏ cái kem tươi vô lại. Quá ngon mọi người. Ôi xì ôi xì. Trời ơi nó nhả hết chân trâu. Mọi người coi nó ra. Nó nhả hết chân trâu. Mày uống gì kỳ cục với sao? Hôm nay lên làm cái video này chủ yếu là chia sẻ với mọi người cách làm thôi. Nó cũng rất là dễ làm. Mình làm theo tỷ lệ 1:1 thôi mọi người. Còn đường á, mình bỏ vô mình gia giảm theo tùy thích. Chân trâu thì mọi người có thể mua sẵn ngoài cũng được, mà có thể làm bỏ trái cây cũng được. Nó uống mà nguyên giọng này mọi người. Màu xanh lại không? Cái màu lên đẹp ra mọi người. Y như là màu xanh. Bơ vậy. Mami màu xanh. Màu xanh gì vậy sao? Màu xanh lá cây. Màu xanh lá cây. Màu xanh gì? Màu xanh nước biển. Màu xanh nước biển. Màu xanh nước biển. Màu xanh nước biển hả? Cái này là matcha bọt biển. Sao nói đi? Matcha bọt biển. Matcha bọt biển. Màu xanh gì? Cái này màu xanh gì? Sao nói đi? Màu xanh lá cây. Quỳnh chỉ cho nó mà giờ nó biết màu xanh lá cây luôn mọi người. Bây giờ thì Quỳnh sẽ múc lại kem á mọi người. Kem nó bỏ vô đó. Giờ múc bỏ ngược xem. Đó, múc bỏ ngược vô. Kem tươi hôm nay xài 3 hũ. 3 hũ này là có thể làm được là 3 cái bánh kem á nha mọi người. Tại vì một hũ là mình có thể làm được một cái bánh gato á. Tại vì nó rất là béo luôn á. 3 hũ này bỏ vô là béo tê tái luôn mọi người. No. No. Uống sữa. Uống sữa cà. Ngon không? Ngon quá. Sao thấy ngon không? Uống sẽ nữa không? Uống nữa. Trời ơi. Nó uống hết ly luôn nha mọi người. Trời ơi. Cho cô chú xem. Nó uống hết ly luôn cô chú. Không còn. Nó đã uống sữa. Nó thấy chân trâu nó mê mọi người. Mà nó bỏ hết chân trâu ra ngoài. Mà thích uống sữa. Mà cái sữa này ngọt ngọt béo béo. Nó mê nè. Mình tưởng cái này đắng không uống. Uống sữa ngọt ngọt. Mình tưởng cái này đắng không uống. Nhìn nó uống mọi người. Nó uống nè. Đó, nó uống. Trời ơi nó uống nè. Wow. Trời ơi. Làm xong cái món này đi tắm luôn mọi người. Trời ơi nó văng nó trời nó cười lên bản mặt cái mẹ thiệt á. Nó thấy mình làm cái gì mà bị hớ hàng một cái là bắt đầu nó ngồi cười mọi người. Nó giống cha nó rồi đó. Uống đi. Ngon không? Đâu đâu. Uống sống nè. Cái ly này bảo đảm là ngày hôm nay là sẽ không uống hết nha mọi người. Quỳnh sẽ để vô vào ngăn máy tủ lạnh á. Mình uống từ từ. Uống chắc cũng được là 2 ngày. Cao lắm mình uống 3 ly là hết đáp rồi. Tao nói đang trời mưa rồi đó. Một chút đi xè mất dịch luôn mọi người.
đang mưa trời lạnh nữa mà còn mê làm. Quỳnh á là Quỳnh chuẩn bị cái món này Quỳnh làm mà ngày hôm bữa là trời nắng mọi người, định đem ra ngoài sân á là vừa vừa uống vừa ngắm hoa sakura nó nở, mà rốt cuộc làm nó bị nó hư, nó thất bại mọi người, cho nên không có đem ra ngoài sân được. Hôm nay á thì ngoài trời mưa không có đi chợ được, mà cái này mua ngày hôm qua rồi định hôm nay làm bưng ra mà rốt cuộc hôm nay trời mưa mọi người, khổ tâm. Trời ơi, nó uống bao nhiêu hộp trân trâu nó nhả ra hết mọi người, nó dơ dễ sợ dơ luôn. Cái thằng xa này sao mày dơ dữ, xa khỏi xa 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 nó chảy ra hết bàn, bây giờ không có nhỏ ra nữa, dơ quá. Về mấy tiếp không cho uống nữa đâu, con uống thì con uống, còn không muốn thôi không cho uống nữa đâu. Trời ơi, nó dơ quá đi cô chú ơi, mẹ không cho uống nữa, mẹ không cho uống nữa, không cho uống. Ừ, mẹ không cho uống nữa, con dơ quá à, mẹ không cho con uống nữa đâu, thả ra đi, con dơ quá à. Rồi nè, nè, con chùi cái miệng đi nè, tạm tay nè, chùi cái miệng. Con ở dơ quá à. Nè. Nó uống được đúng một ly mọi người. Thêm ly thứ hai là hạ rửa liền. Thêm thứ ly thứ hai là hạ rửa liền. Chọt tay á. Thì cái món ngày hôm nay của Quỳnh làm có bao nhiêu tệ mọi người, mấy cái bịch trà sữa chân châu Quỳnh mua á thì một bịch là hình như là 300 yên, 10 bịch 3 sen là 600 ngàn, sữa tươi 6 hộp, một hộp 250 đi là nhiêu ta, 5 sen, 5 sen mà trà rồi à, đá nữa, 9 chú 2 9 chú 6 à. Khoảng 6 sen mọi người. Khoảng 6 sen là từ Việt Nam có làm 1,2 triệu cho cái ly rồi nha mọi người. Cái ly này là mua đợt trước rồi. Mua năm ngoái không? Nó béo lên tới nóc luôn mọi người. Video của Quỳnh đến đây cũng là sẽ kết thúc nha mọi người. Quỳnh cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hết cái video của Quỳnh. Nếu mọi người thấy thích cái kênh của hai mẹ con Quỳnh á, mọi người bấm đăng ký, like, share, ủng hộ kênh giúp hai mẹ con Quỳnh nha. Quỳnh hẹn gặp lại mọi người ở video vào ngày mai. Bye bye. Yeah 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 yeah. Bye bye. Yeah 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 yeah. Bye bye. Wow.